Xin chào các em đến với bài giảng điện tử. Thầy xin tự giới thiệu, thầy tên Dương Hoàng Huy, giáo viên trường tiểu học Phú Long, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Thầy rất vui được đồng hành cùng các em trong tiết toán ngày hôm nay. Các em học sinh thân mến, để học tốt cho tiết toán này, các em cần chuẩn bị sách giáo khoa, tập vở, viết mực, viết chì, thứ kẻ. Các em cần ngồi ở những nơi đủ sáng, đúng tư thế, tránh tiếp xúc gần với màn hình TV hoặc điện thoại. Và đặc biệt là các em không được vừa sạc điện thoại, vừa sử dụng. Như vậy thì nó rất là nguy hiểm đấy các em ạ. Các em cần tập trung nghe giảng và thực hiện yêu cầu bài học của thầy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bài học ngày hôm nay. Các em học sinh thân mến, kiến thức trọng tâm của bài học ngày hôm nay mà chúng ta cần tìm hiểu đó chính là nhận biết được hình trụ và hình cầu, biết xác định được đồ vật có dạng hình trụ, hình cầu. Sau đó chúng ta sẽ cùng vận dụng để làm bài tập số 1, bài tập số 2 và bài tập số 3. Để bắt đầu cho tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với phần khởi động. Ở phần khởi động, thầy sẽ tổ chức cho chúng ta chơi một trò chơi. Trò chơi được mang tên là nhanh tay lẹ mắt. Thầy có các đồ vật như sau. Như là hộp sữa ông Thọ, quả bóng đá, quả địa cầu, hộp đựng trà, hay chúng ta có thể nói gọn lại là hộp trà, quả bóng trang trí. Các em hãy quan sát những đồ vật này và xếp những đồ vật có hình dạng giống nhau vào cùng một nhóm. Chúng ta có 10 giây suy nghĩ và sắp xếp. 10 giây suy nghĩ và sắp xếp bắt đầu. Mười giây suy nghĩ đã hết và thầy tin chắc là các em đã xếp nó chúng thành hai nhóm rồi đúng không nào? Nhóm thứ nhất gồm có hộp trà, lon sữa là nhóm những đồ vật có hình dạng là hình trụ đấy các em ạ. Những đồ vật còn lại như là quả bóng đá, quả địa cầu, quả bóng trang trí là những đồ vật có dạng hình cầu đấy các em ạ. Thầy xin chúc mừng các em có cách sắp xếp giống như thầy. Và đó là những hình mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong tiết toán ngày hôm nay. Để xem hình trụ và hình cầu có những đặc điểm như thế nào, thì thầy mời các em cùng đến với bài Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầu. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng khám phá kiến thức của bài học ngày hôm nay nhé các em. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hình trụ. Chắc các em đã biết những đồ vật này rồi đúng không nào? Đó là lon sữa bò hay là hộp sữa bò, hộp chè hay còn gọi là hộp trà đấy các em ạ. Đó là những đồ vật có dạng hình trụ. Bây giờ thầy sẽ dùng kéo, thầy cắt cái lon sữa này ra và chúng ta cùng quan sát. Các em quan sát xem sau khi cắt ra thì thầy được những hình nào. Đó là hai hình tròn và một hình chữ nhật. Các em cùng quan sát tiếp và cho thầy biết coi. Hai hình tròn này có diện tích như thế nào với nhau? À, câu trả lời chính xác là hai hình tròn này có diện tích bằng nhau. Vậy, hình trụ là hình có hai mặt đáy, là hai hình tròn bằng nhau và một mặt xung quanh. Khi ta cắt dọc và duỗi ra thì ta sẽ được hình chữ nhật. Thầy nhắc lại, những đặc điểm của hình trụ. Thì hình trụ gồm có hai mặt đáy là hai hình tròn bằng nhau và một mặt xung quanh là hình chữ nhật khi chúng ta cắt và duỗi ra. Như vậy là chúng ta đã biết về đặc điểm của hình trụ. Các em cùng quan sát các hình sau. Và cho thầy biết coi, những đồ vật này có phải là hình trụ hay không? Như vậy thì những đồ vật như là hình 1, hình 2, hình 3 không phải là hình trụ. Vì sao vậy các em? À, chúng ta thấy hình 1 thì chúng ta thấy là hai mặt đáy là hai hình tròn bằng nhau. Còn một mặt xung quanh khi ta cắt và duỗi ra thì ta sẽ được là hình bình hành chứ không phải là hình chữ nhật. Nên bởi vì hình 1 không phải là hình trụ. Hình thứ hai có phải hình trụ không? Hình thứ hai cũng không phải là hình trụ bởi vì sao?
Bởi vì chúng ta thấy được là hai mặt đáy là hai hình tròn không bằng nhau, và hình tròn ở phía trên thì nó to hơn hình tròn ở phía dưới. Còn hình thứ ba có phải là hình trụ không? Hình thứ ba cũng không phải là hình trụ. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thấy được là hai mặt đáy là hai hình tròn bằng nhau, nhưng một mặt xung quanh khi ta cắt ra thì khi ta cắt và duỗi ra thì không được là hình chữ nhật. Như vậy thì những đồ vật này không phải là hình trụ. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hình cầu. Trong thực tế thì có rất là nhiều những vật có dạng hình cầu, như là quả bóng đá nè, hay là quả bóng bàn nè. Trước đây các em cứ nghĩ nó là hình tròn đúng không nào? Nhưng thực tế nó là hình cầu đấy các em ạ. Vậy hình cầu và hình tròn khác nhau như thế nào? Chúng ta quan sát các đồ vật này và chúng ta biết được là khi chúng ta cắt từng lát bất kỳ ở một vị trí nào đó trên hình cầu, ta đều được hình tròn đấy các em. Hay nhìn từ xa thì ta sẽ thấy là một khối tròn đều. Khi chúng ta xoay nó theo mọi hướng thì chúng ta đều nhìn thấy được những đường viền xung quanh nó là hình tròn đấy các em. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu về đặc điểm của hình cầu rồi. Các em hãy cùng quan sát xem những đồ vật sau đây có phải là đồ vật có dạng hình cầu hay không. Thì có quả táo, quả bóng đèn điện, cái chuông. Các đồ vật này có phải là dạng hình cầu hay không các em? Các em thân mến, như vậy thì chúng ta thấy được là quả táo, bóng đèn điện hay cái chuông không phải là đồ vật có dạng hình cầu. Bởi vì khi chúng ta nhìn vào các vật này, chúng ta thấy là nó không có tròn đều. Các học sinh thân mến, như vậy là chúng ta chỉ hiểu về mặt nhận dạng được vật, rồi vật có dạng hình trụ, vật có dạng hình cầu. Hình trụ là hình có hai mặt đáy là hai hình tròn bằng nhau và một mặt xung quanh. Khi ta cắt ra và duỗi ra thì chúng ta sẽ được một hình chữ nhật. Còn hình cầu là một hình tròn xe như là quả bóng, viên bi, vân vân. Sau này chúng ta sẽ học các lớp cao hơn thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về dạng hình trụ và hình cầu. Bây giờ chúng ta sẽ dùng kiến thức vừa học để chúng ta sẽ cùng thực hành luyện tập. Chúng ta sẽ cùng làm bài tập số 1, bài tập số 2, sách giáo khoa trang 125. Mời các em cùng mở sách giáo khoa 125. Chúng ta sẽ cùng làm bài tập số 1, số 2, số 3. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với bài tập số 1. Mời các em cùng đọc bài tập số 1 với thầy. Trong các hình dưới đây, hình nào là hình trụ? Hãy điền dấu X vào ô trống dưới hình nào là hình trụ. Thầy có 6 hình. Mời các em cùng lấy giấy và viết ra, chúng ta sẽ cùng thực hiện. Xin mời các em. Bây giờ, các em cùng nhìn lên màn hình và chúng ta sẽ cùng so sánh kết quả bài làm với thầy. Các em lưu ý là trong quá trình làm, nếu các em làm bài không kịp thì các em hãy bấm tạm dừng video để chúng ta tiếp tục làm bài. Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ bấm play để tiếp tục. Như vậy thì sau khi nhìn vào bài này thì chúng ta thấy được hình A. Hình A có phải là hình trụ không các em? Chính xác. Hình A chính là hình trụ đấy các em. Chúng ta thấy được là hai mặt đáy là hai hình tròn bằng nhau và một mặt xung quanh, thì ta cắt ra, duỗi ra thì chúng ta sẽ được là hình chữ nhật. Hình B. Hình B có phải là hình trụ không các em? Hình B không phải là hình trụ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì hai mặt đáy là hai hình tròn bằng nhau, nhưng mà một mặt xung quanh không phải là hình chữ nhật mà là một hình bình hành. Hình C. Hình C cũng không phải là hình trụ. Bởi vì một mặt đáy là một hình tròn và một mặt đáy kia cũng là hình tròn, nhưng mà hai hình tròn này không bằng nhau.
hay một mặt xung quanh nó cũng không phải là hình chữ nhật. Hình dê có phải là hình trụ không các em? Hình dê cũng không phải là hình trụ, bởi vì chúng ta thấy sao ạ? Chúng ta thấy là ở chính giữa của hình dê thì nó to ra, nó phình ra như cái trống vậy đó các em. Như vậy thì chúng ta thấy là hình dê này không phải là hình trụ. Còn hình E, hình E chính là hình trụ đấy các em. Nó giống như hình A mà chúng ta để nó nằm ngang lại. Còn hình G có phải là hình trụ không? Hình G không phải là hình trụ, bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta thấy được là hai mặt đáy là hai hình tròn, nhưng hai hình tròn này nó không bằng nhau. Như vậy, qua bài 1 chúng ta biết được là những đặc điểm của hình trụ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng qua bài 2 để xem bài 2 giúp chúng ta thực hành kiến thức nào đây. Xin mời các em. Mời các em cùng đọc yêu cầu bài tập 2 với thầy. Đồ vật nào dưới đây có dạng hình cầu? Hãy điền dấu X vào ô trống dưới hình vẽ đồ vật có dạng hình cầu. Chúng ta có 5 đồ vật. Và bây giờ mời các em cùng suy nghĩ và làm bài. Xin mời các em. Bây giờ, mời các em cùng nhìn lên màn hình và chúng ta sẽ cùng so sánh kết quả bài làm với thầy. Hình đầu tiên là quả bóng bàn. Quả bóng bàn có phải là hình cầu không các em? Bóng bàn chính là hình cầu đấy các em. Tiếp theo là hộp chè, hay chúng ta nói là hộp trà đấy. Vậy thì hộp trà này có phải là hình cầu hay không? Tất nhiên là không rồi đúng không các em? Hộp trà này có dạng là hình hình trụ đấy các em ạ. Còn viên bi có phải là dạng hình cầu không? Chính xác, thầy xin chúc mừng các em. Viên bi chính là vật có dạng hình cầu đấy các em ạ. Còn quả trứng có phải là đồ vật dạng hình cầu hay không? Câu trả lời là không. Bởi vì chúng ta thấy là khi chúng ta nhìn vào thì nó không có tròn đều, nó gần gần như là quả bóng bầu dục. Hình cuối cùng là bánh xe đạp. Bánh xe đạp có phải là đồ vật dạng hình cầu hay không? Câu trả lời là không. Bánh xe đạp chúng ta thấy là nó có dạng là hình tròn đấy các em. Như vậy thì ở bài tập số 2 này giúp chúng ta hình dung được, thực hành được những cái đồ vật có dạng hình cầu. Các học sinh thân mến, nếu mà các em có kết quả bài làm giống như thầy thì thầy xin chúc mừng các em, và thầy tin là các em đều tìm ra được các đồ vật có dạng hình cầu đúng không nào? Như vậy thì ở bài tập số 1 chúng ta đã ôn tập về, chúng ta đã nhận dạng được đâu là đồ vật có dạng hình trụ. Ở bài tập số 2 chúng ta cũng nhắc đến những đồ vật có dạng là hình cầu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhớ lại xem xung quanh mình có những đồ vật nào có dạng hình trụ và những đồ vật nào có dạng hình cầu để chúng ta cùng thực hiện bài tập số 3. Bài tập số 3 có nội dung như sau. Hãy kể tên những đồ vật có dạng A, hình trụ, B, hình cầu. Mời các em cùng thực hiện yêu cầu bài tập này. Các em học sinh thân mến, bây giờ các em hãy cùng nhìn lên màn hình và so sánh kết quả bài làm với thầy. Thầy nghĩ là bài này rất là đơn giản đối với các em đúng không nào? Câu trả lời chính xác sẽ là những đồ vật có dạng hình trụ như là cái phi nè, cái chậu để chúng ta trồng cây nè, rồi ống cống nè, ống hút nè, rồi lon Coca-Cola nè, cái bình đựng nước chúng ta uống nè, rồi ống nước nè, rồi cái ly nè. Ngoài ra thầy nghĩ là các em sẽ tìm được những đồ vật khác có dạng hình trụ nữa đúng không nào? Tiếp theo, những đồ vật có dạng hình cầu là viên bi nè, là các hành tinh nè, là quả bong bóng xà phòng nè,
là quả bóng bàn nè, là viên ngọc trai nè. Ngoài ra các em cũng tìm được muôn vàn những cái đồ vật có dạng hình cầu, đúng không nào? Thầy xin chúc mừng các em đã tìm ra được những đồ vật có dạng hình trụ, những đồ vật có dạng hình cầu. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong bài giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầu rồi. Để xem các em đã nắm bài hay chưa? Thầy mời các em cùng củng cố kiến thức bằng một trò chơi. Trò chơi được mang tên là Học toán cùng các chú ông. Ở mỗi chú ông sẽ mang một đáp án. Sau khi thầy đọc xong câu hỏi, các em hãy tìm xem chú ông nào mang đáp án chính xác. Nhé các em. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tham gia trò chơi này thế nào? Xin mời các em. Câu hỏi số 1 có nội dung như sau. Hình trụ có đặc điểm gì? Đáp án thứ nhất, có hai mặt đáy là hình tròn bằng nhau và một mặt xung quanh khi ta mở ra là hình chữ nhật. Đáp án thứ hai, có hai mặt đáy là hai hình tròn và một mặt xung quanh. Đáp án thứ ba, có một mặt đáy là hình tròn và một mặt xung quanh. Các em có 10 giây suy nghĩ để trả lời. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Giây suy nghĩ đã hết và đáp án của câu hỏi này chính là đáp án thứ nhất đấy các em ạ. Xin chúc mừng các em có đáp án thứ nhất là đáp án chính xác. Như vậy, hình trụ có đặc điểm gì? Hình trụ có đặc điểm là có hai mặt đáy là hai hình tròn bằng nhau và một mặt xung quanh. Khi ta mở ra, nó là hình chữ nhật. Xin chúc mừng các em có đáp án thứ nhất là đáp án chính xác. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai có nội dung như sau. Đồ vật nào có dạng khác các đồ vật còn lại? Chúng ta có đáp án thứ nhất, đáp án thứ hai, đáp án thứ ba. Xin mời các em cùng suy nghĩ và trả lời. Chúng ta có 10 giây. 10 giây bắt đầu. Mười giây suy nghĩ đã hết và đáp án cho câu hỏi này chính là đáp án thứ hai đấy các em ạ. Chúng ta thấy đáp án thứ nhất và đáp án thứ nhất là hộp bánh, đáp án thứ ba là hộp trà. Như vậy hộp bánh và hộp trà này có dạng là hình trụ và hình khác, các hai hình còn lại chính là hình thứ hai. Xin chúc mừng các em. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ ba có nội dung như sau. Loại bóng nào không có dạng hình cầu? Chúng ta có 3 đáp án. Đáp án thứ nhất là bóng bầu dục. Thứ hai, bóng tennis. Thứ ba, bóng chuyền. Và các em có 10 giây suy nghĩ để trả lời. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Mười giây suy nghĩ đã hết và đáp án cho câu hỏi này chính là đáp án thứ nhất đấy các em ạ. Thầy xin chúc mừng các em đã có đáp án chính xác giống như thầy. Chúng ta thấy được là bóng tennis và bóng chuyền là dạng hình gì đây? Là dạng hình cầu đấy các em ạ. Còn bóng bầu dục thì không phải là dạng hình cầu. Thầy xin chúc mừng các em vừa hoàn thành xuất sắc trò chơi này. Với trò chơi này, thầy muốn nhắn gửi đến các em là thế giới xung quanh chúng ta có rất là nhiều điều hay đang chờ chúng ta khám phá. Các em hãy hạn chế sử dụng điện thoại và dành nhiều thời gian hơn để chúng ta cùng khám phá thế giới xung quanh nhé các em. Các em học sinh thân mến, qua bài học này, thầy nghĩ là các em đã nắm được đặc điểm của hình trụ và đặc điểm của hình cầu rồi đúng không nào? Các em cần xem lại bài, làm bài và tìm thêm những đồ vật có dạng hình trụ, những đồ vật có dạng hình cầu xung quanh mình nhé các em. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Thầy chúc các em vui khỏe, học tốt. Hẹn gặp lại các em trong những tiết toán tiếp theo. Xin chào tạm biệt.